Mình lập ra cái kênh YouTube này là để quay những cái khoảnh khắc trong cuộc sống của mình. Thứ nhất là để lưu giữ kỷ niệm, và thứ hai là sẽ giúp mấy đứa bạn của mình giải trí. Và vlog đầu tiên thì mình sẽ làm về những cái hình ảnh vào những cái khoảnh khắc vào dịp Tết. Và như các bạn đã thấy ở phía sau mình, đây là cây đào mà mẹ mình đã đi mua rất là to, và đây gọi là đào rừng. Và đằng kia là chậu hoa mình cùng mẹ mình đi mua sắm ngày hôm qua. Và năm nào thì mình cũng đón giao thừa cùng bố mình và một đống người em của mình, tầm một chục đứa. Thì tối nay mình sẽ đi và quay cho các bạn xem pháo hoa ở thành phố Vinh của mình nhé. Và sắp đến những khoảnh khắc bắn pháo hoa rồi, và như mọi năm thì gia đình sẽ đi xem bắn pháo hoa. Và bây giờ các bạn hãy nhìn clip sau đây nhé. Sau khi đi về thì lại ăn. Nói chung một ngày chỉ có ăn và ăn, và lì xì và đi chơi và ăn. Và mùng 2 với cả mùng 3 của mình thì chắc là cũng là như thế. Thì nếu mà có gì hay ho thì mình sẽ quay cho các bạn cùng xem. Còn bây giờ thì đi ngủ. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào các bạn. Và bây giờ đã làm và hôm nay đã là mùng 3 Tết rồi, và đã kết thúc cái kỳ nghỉ Tết 3 ngày. Và sau những ngày ở nhà chán trường thì bây giờ mình sẽ đi ra và bây giờ mình sẽ đi chơi cùng với Mai rồi. Bây giờ bọn mình sẽ cùng nhau đi ăn cháo canh, và tí nữa thì mình sẽ quay cho các bạn cùng xem là món cháo canh nó như thế nào nhé.
em.